Chào mừng các bạn đến với podcast của cácdano.vn Đây là podcast số 98 Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Hiểu thấu đáo về mô hình UTXO Qua bài này, chúng ta sẽ biết được một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần hiểu để viết các hợp đồng thông minh Bluetooth là mô hình kế toán mà cácdano sử dụng Được gọi là mô hình EUTXO Viết tắt của mô hình mở rộng đầu ra giao dịch chưa sử dụng Mô hình UTXO không được mở rộng là mô hình đã được giới thiệu bởi Bitcoin, nhưng có các mô hình khác, ví dụ như Ethereum sử dụng mô hình dựa trên tài khoản được gọi là account base. Đó là những gì bạn đã quen thuộc trong các ngân hàng thông thường, trong đó mọi người đều có một tài khoản, và mỗi tài khoản có số dư. Nếu bạn chuyển tiền từ một tài khoản sang tài khoản khác, thì số dư sẽ được cập nhật tương ứng. Nhưng đó không phải là cách mà mô hình UTXO hoạt động. Đầu ra giao dịch chưa sử dụng UTXO, đúng như tên gọi của nó, tức là đầu ra của giao dịch đã xảy ra trước đó trên blockchain mà chưa được sử dụng. Hãy xem một ví dụ, trong đó chúng ta có hai UTXO, một thuộc về Alice với 100 ADA và một thuộc về Bob với 50 ADA. Giả sử Alice muốn gửi 10 ADA cho Bob, cô ấy tạo ra một giao dịch và giao dịch đó là một cái gì đó có đầu vào và đầu ra, có thể là một số lượng đầu vào và đầu ra tùy biến. Một điều quan trọng là bạn luôn chỉ có thể sử dụng các UTXO hoàn chỉnh làm đầu vào. Vì vậy nếu cô ấy muốn gửi 10 ADA cho Bob, cô ấy không thể đơn giản chia số tiền 100 ADA hiện có của mình thành nhiều khoản nhỏ, mà cô ấy phải sử dụng toàn bộ 100 ADA làm đầu vào. Bằng việc sử dụng UTXO của 100 ADA làm đầu vào cho một giao dịch, Alice không thể sử dụng UTXO đó nữa vì nó đã được sử dụng. Bây giờ cô ấy có thể tạo ra các đầu ra cho một giao dịch. Nếu cô ấy muốn thanh toán 10 ADA cho Bob, một đầu ra sẽ là 10 ADA cho Bob và sau đó cô ấy muốn lấy lại tiền thừa của mình. Cô ấy sẽ tạo ra một đầu ra thứ hai là 90 ADA cho chính mình. Điều này cho thấy rằng, mặc dù bạn luôn phải sử dụng các UTXO hoàn chỉnh, bạn vẫn có thể nhận lại tiền thừa của mình. Bạn sử dụng toàn bộ UTXO, nhưng sau đó tạo ra một đầu ra cho khoản tiền thừa để lại. Lưu ý rằng trong giao dịch, tổng giá trị đầu vào phải bằng tổng giá trị đầu ra. Vì vậy, trong trường hợp này, 100 ADA được sử dụng và 10 ADA cộng với 90 ADA được tạo ra. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Nói đúng hơn thì có thêm hai trường hợp ngoại lệ nữa. Ngoại lệ thứ nhất là của phí giao dịch, vì trên blockchain thực tế, bạn phải trả phí. Điều đó có nghĩa là tổng giá trị đầu vào phải cao hơn một chút so với tổng giá trị đầu ra để chi trả cho phí giao dịch. Ngoại lệ thứ hai là của các token bản địa mà chúng ta có trên các nano, vì vậy có thể có các giao dịch min tạo ra các token mới. Trong trường hợp này các đầu ra sẽ cao hơn các đầu vào, hoặc có các giao dịch bơn để đốt cháy các token. Trong trường hợp này các đầu vào sẽ cao hơn các đầu ra. Nhưng đó là một chủ đề nâng cao về cách min và bơn các token bản địa, và chúng ta sẽ trở lại sau trong khóa học này. Vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ xem xét các giao dịch mà trong đó tổng giá trị các đầu vào bằng tổng giá trị các đầu ra. Đây là ví dụ đầu tiên về một giao dịch đơn giản. Và chúng ta thấy rằng tác động của một giao dịch là sử dụng các đầu ra giao dịch chưa được sử dụng và tạo ra các đầu ra mới. Vì vậy, trong ví dụ này, một UTXO đã được sử dụng, đó là UTXO ban đầu của Alice với giá trị 100 ADA và hai UTXO mới đã được tạo ra, một UTXO mới với giá trị 90 ADA thuộc về Alice và một UTXO mới với giá trị 10 ADA thuộc về Bob. Cần lưu ý rằng điều này chỉ xảy ra trên blockchain UTXO. Khi một giao dịch mới được thêm vào blockchain, một số UTXO trước đây sẽ chuyển thành đã sử dụng và có một số UTXO mới sẽ được tạo ra. Sẽ không có thay đổi gì đặc biệt cả, không thay đổi giá trị hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến một đầu ra của giao dịch cũ. Điều duy nhất thay đổi khi có một giao dịch mới được tạo ra là các UTXO cũ sẽ chuyển trạng thái và các UTXO mới được tạo ra, nhưng các đầu ra cũ sẽ không bao giờ thay đổi giá trị. Điều duy nhất thay đổi chỉ là trạng thái của chúng chuyển từ chưa sử dụng sang đã được sử dụng. Hãy xem một ví dụ khác, một ví dụ phức tạp hơn một chút, trong đó Alice và Bob cùng muốn trả 55 ADA cho Charlie. Họ sẽ cùng tạo ra một giao dịch cho riêng họ. Và Alice không có lựa chọn nào, cô ấy chỉ có một UTXO nên cô ấy sử dụng UTXO đó Bob cũng không có lựa chọn nào, vì không có một trong hai UTXO của anh ta đủ lớn để chi 55 ADA, vì vậy Bob phải sử dụng cả hai UTXO của mình làm đầu vào. Lần này, chúng ta cần ba đầu ra, một đầu ra là 110 ADA cho Charlie, gồm 55 ADA của Alice và 55 ADA của Bob, và sau đó là hai đầu ra để thối lại, một cho Alice và một cho Bob. Vì Alice trả 90 ADA, nên cô ấy sẽ nhận được 35 ADA thối lại, và vì Bob trả 60 ADA nên anh ta sẽ nhận được 5 ADA thối lại. Một điều mà tôi chưa giải thích là trong điều kiện nào một giao dịch có thể sử dụng một UTXO cụ thể. Rõ ràng, nếu bất kỳ giao dịch nào cũng có thể sử dụng bất kỳ UTXO nào thì điều đó sẽ không tốt, vì nếu như vậy, Bob có thể sử dụng tiền của Alice mà không có sự đồng ý của cô ấy. Vì vậy, cách thức hoạt động của nó là bằng cách thêm chữ ký vào các giao dịch. Trong ví dụ đầu tiên của chúng ta về giao dịch số 1, vì nó sử dụng một UTXO được cấp cho Alice làm đầu vào, chữ ký của alice phải được thêm vào giao dịch trong ví dụ thứ hai vì các đầu vào của giao dịch thuộc về cả alice và bob cả alice và bob đều phải ký vào giao dịch đó mà điều đó không thể thực hiện được trên giao diện dữ liệu vì vậy bạn sẽ phải sử dụng các dano cli cho các giao dịch phức tạp như vậy tất cả những gì tôi đã giải thích từ đầu đến giờ chỉ là về mô hình utxo đơn giản chứ không phải là mô hình utxo mở rộng vì vậy tất cả ví dụ ở trên chỉ là dành cho mô hình utxo đơn giản và phần mở rộng sẽ xuất hiện khi chúng ta nói về các hợp đồng thông minh. Để hiểu rõ hơn về mô hình UTXO mở rộng, chúng ta chỉ cần tập trung vào việc sử dụng một UTXO được tạo bởi một đầu vào và như tôi vừa giải thích, quá trình xác thực quyết định liệu giao dịch có được phép sử dụng UTXO đó hay không, phụ thuộc vào chữ ký số mà đầu vào này thuộc về. Vì vậy, trong trường hợp này Alice phải ký vào giao dịch thì việc sử dụng UTXO này mới được coi là hợp lệ. Ý tưởng của mô hình UTXO mở rộng là làm cho nó trở nên phổ quát hơn thay vì chỉ có một điều kiện duy nhất là chữ ký thích hợp được hiện diện trong giao dịch, chúng ta có thể thay thế bằng các logic tùy biến, và đó là lý do mà ngôn ngữ Perlertus xuất hiện. Thay vì chỉ có một địa chỉ tương ứng với một khóa công khai và có thể được xác minh bằng chữ ký được thêm vào giao dịch, chúng ta có các địa chỉ phổ quát hơn, không dựa trên khóa công khai hoặc mã băm của khóa công khai, mà thay vào đó chứa các logic tùy biến có thể quyết định trong điều kiện nào mà UTXO cụ thể này có thể được sử dụng bởi một giao dịch. Thay vì một địa chỉ khóa công khai của Alice trong ví dụ trên, ta có một đoạn mã chứa logic tùy biến và thay chữ ký số bằng một bộ dữ liệu tùy biến được gọi là mã xác thực GDM. Chúng ta thay đổi địa chỉ dựa trên public key của Alice trong ví dụ của chúng ta bằng một tập lệnh script và thay thế chữ ký số bằng một mã xác thực. GDM là một mẫu dữ liệu tùy biến. Câu hỏi tiếp theo, GDM có ý nghĩa gì? GDM là các logic tùy biến. Đặc biệt quan trọng là khi kiểm tra thông tin và điều kiện của đoạn mã đó. Vì vậy có một số lựa chọn và lựa chọn được chỉ ra trong sơ đồ này là tất cả các tập lệnh chỉ nhìn thấy gdm vì vậy tất cả thông tin mà tập lệnh có để quyết định xem liệu giao dịch có được phép sử dụng utxo này hay không là nhìn vào gdm và đây chính là cách mà bitcoin đã làm như vậy trong bitcoin có các hợp đồng thông minh nhưng chúng không được thông minh cho lắm chúng được gọi là tập lệnh bitcoin tập lệnh bitcoin hoạt động chính xác như vậy đó vì vậy có một tập lệnh bên phía utxo và cũng có một gdm bên phía đầu vào tập lệnh sẽ nhận được GDM và có thể sử dụng GDM để quyết định xem có được phép sử dụng UTXO hay không. Nhưng đó không phải là nhiều tùy chọn, chúng ta có thể quyết định cung cấp thêm thông tin cho đoạn tập lệnh. Ethereum lại sử dụng một khái niệm khác. Trong Ethereum, tập lệnh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên blockchain, thấy được toàn bộ trạng thái của blockchain. Điều đó là trái ngược hoàn toàn so với Bitcoin. Trong Bitcoin, tập lệnh chỉ có thể nhìn thấy rất ít thông tin, tất cả những gì tập lệnh có thể nhìn thấy chỉ là GDM. Trong Ethereum, tập lệnh được mô tả bằng ngôn ngữ Solidity, có thể nhìn thấy toàn bộ trạng thái của blockchain, cho phép tập lệnh của Ethereum có thể mạnh mẽ hơn, có thể làm hầu hết mọi thứ, nhưng điều này cũng gây ra nhiều vấn đề. Vì tập lệnh quá mạnh mẽ nên rất khó để kiểm soát những gì tập lệnh sẽ làm, và điều đó mở ra cánh cửa các vấn đề bảo mật và nguy hiểm tiềm tàng. Bởi vì rất khó khăn cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh của Ethereum dự đoán được những gì có thể xảy ra vì có quá nhiều tình huống không thể kiểm soát. Các Dano chọn một con đường trung gian, không cung cấp cho tập lệnh một phạm vi hẹp như Bitcoin, nhưng cũng không cung cấp cho nó một phạm vi rộng lớn như Ethereum. Thay vào đó, nó chọn một con đường trung gian. Vì vậy, tập lệnh không thể nhìn thấy toàn bộ blockchain và trạng thái của blockchain, nhưng nó có thể nhìn thấy toàn bộ giao dịch đang được xác thực. Vì vậy, nó trái ngược hoàn toàn so với Bitcoin và cũng trái ngược với đầu vào giao dịch trong ví dụ này. Giao dịch này chỉ có một đầu vào tập lệnh Plutus có thể nhìn thấy toàn bộ GDM của đầu vào đó và tất cả các đầu vào khác của giao dịch, cũng như tất cả các đầu ra của chính giao dịch đó. Tập lệnh Plutus có thể sử dụng thông tin đó để quyết định liệu nó có thể sử dụng đầu ra này hay không. Nếu giao dịch này có nhiều hơn một đầu vào, thì tập lệnh có thể nhìn thấy tất cả các đầu vào đó. Còn một thành phần cuối cùng mà các tập lệnh Plutus cần để có được sức mạnh và tính linh hoạt như các tập lệnh Ethereum. Phần đó gọi là Datum, được hiểu là các dữ kiện tức là một dữ liệu có thể được liên kết với một UTXO bên cạnh giá trị của nó. Ví dụ như tập lệnh được chỉ ra trong ví dụ này, ngoài giá trị 100 ADA, còn có thể có một mẫu dữ liệu tùy biến được đính kèm theo, chúng ta gọi là datum. Với điều này, chúng ta có thể chứng minh về mặt toán học rằng Plutus ít nhất cũng mạnh mẽ như Ethereum. Tất cả các logic bạn có thể diễn đạt trong Ethereum cũng có thể được diễn đạt trong mô hình UTXO mở rộng đang được các Dano sử dụng. Nhưng Datum có rất nhiều ưu điểm quan trọng so hơn với mô hình Ethereum. Ví dụ, trong Plutus, bạn có thể kiểm tra xem một giao dịch có được xác thực hay không trong ví của bạn trước khi bạn gửi nó đến blockchain. Tất nhiên, vẫn có thể xảy ra lỗi, chẳng hạn như khi giao dịch của bạn sử dụng một đầu ra, nhưng người khác đã sử dụng đầu ra đó trong một giao dịch khác rồi và bạn không có cách nào ngăn chặn điều đó, thì giao dịch của bạn đơn giản là thất bại. Nhưng bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Nhưng nếu tất cả các đầu vào cho giao dịch của bạn vẫn còn đó, thì chắc chắn giao dịch đó sẽ được xác thực và sẽ có hiệu lực như dự đoán của bạn khi bạn thực hiện lệnh trong ví của bạn. Điều này lại hoàn toàn khác trong Ethereum. Trong Ethereum, trong khoảng thời gian từ khi bạn xây dựng một giao dịch cho đến khi nó được tích hợp vào blockchain, nhiều sự kiện có thể xảy ra đồng thời và có thể không thể biết trước được. Điều này có thể gây ra những hậu quả khôn lường khi tập lệnh của bạn cuối cùng cũng được thực thi. Điều đó có nghĩa là trong Ethereum, bạn có thể sẽ vẫn phải trả phí ngay cả khi giao dịch thất bại. Các Dano sẽ đảm bảo không xảy ra điều như vậy. Ngoài ra, cũng dễ dàng hơn để phân tích và kiểm tra tập lệnh Plutus hoặc thậm chí chứng minh rằng nó là an toàn vì bạn không cần phải xem xét toàn bộ trạng thái của blockchain mà bạn không thể biết hết. Bạn có thể tập trung vào phạm vi chỉ bao gồm giao dịch sử dụng, vì vậy, bạn có phạm vi hạn chế hơn rất nhiều. Điều đó làm cho những gì tập lệnh đang thực sự làm trở nên dễ hiểu hơn, dễ kiểm soát các tình huống và dễ tìm lỗi hơn. Đó là mô hình UTXO mở rộng mà Plutus đang sử dụng. Tóm lại, trong mô hình UTXO mở rộng, chúng ta thay thế địa chỉ khóa công khai của mô hình UTXO đơn giản bằng các tập lệnh Plutus và thay vì xác nhận việc sử dụng UTXO mới hoặc bằng chữ ký số như trong mô hình UTXO đơn giản, dữ liệu tùy biến được sử dụng ở phía đầu vào được gọi là GDM và chúng ta cũng thêm dữ liệu tùy biến trên phía đầu ra. Và tập lệnh trong quá trình thực thi sẽ nhìn thấy giao dịch sử dụng tức là giao dịch thứ nhất trong ví dụ này. Vì vậy, với GDM và Datum, cùng với các giao dịch và các đầu vào và đầu ra khác, tập lệnh có thể chạy các logic tùy biến để quyết định liệu việc sử dụng đầu ra này có hợp lệ hay không. Đó là cách Plutus hoạt động. Tôi sẽ giải thích làm cách nào để Datum, tập lệnh và GDM được cung cấp bởi hai giao dịch liên quan. Giao dịch sản xuất tạo ra đầu ra tập lệnh và giao dịch sử dụng cố gắng sử dụng đầu ra tập lệnh như một đầu vào. Hãy bắt đầu với Datum. Datum là một phần của đầu ra. Việc cung cấp Datum là trách nhiệm của giao dịch sản xuất. Tuy nhiên, mặc dù điều này là đúng về mặt khái niệm, còn kỹ thuật thì phức tạp hơn một chút và thực tế có 3 tùy chọn để làm điều này. Vậy tùy chọn đầu tiên là đầu ra chỉ chứa mã băm của dữ kiện, không chứa giá trị của chính dữ kiện và giao dịch sử dụng. Nếu muốn sử dụng tập lệnh đầu ra này thì phải chứa dữ kiện thực tế. Tùy chọn đầu tiên này thực sự là tùy chọn rẻ nhất cho giao dịch sản xuất vì mã băm khá nhỏ, do đó giao dịch nhỏ hơn vì nó không chứa giá trị thực tế của dữ kiện. Tuy nhiên, nó làm cho việc sử dụng một tập lệnh đầu ra như vậy trở nên khó khăn, vì bằng cách nào đó, người tạo giao dịch sử dụng phải biết giá trị thực tế của dữ kiện mà trong tùy chọn này không được lưu trữ trên blockchain lựa chọn thứ hai là đầu ra vẫn chứa mã băm của dữ kiện còn nội dung của giao dịch sẽ chứa giá trị đầy đủ của dữ kiện điều này làm cho giao dịch trở nên lớn hơn và do đó đắt hơn một chút nhưng nó cũng đưa giá trị thực tế của dữ kiện lên blockchain để những người dùng khác nhau có thể tra cứu và sau đó sử dụng utxo này tuy nhiên điều này không hoàn toàn tiện lợi vì nốt mạng các Dano chỉ cần nhìn thấy trạng thái của dữ kiện trong quá trình xác thực sau đó sẽ quên đi để người khác sau này có thể khám phá ra các giá trị trên blockchain cần phải sử dụng một công cụ khác giống như trình đọc chỉ mục trên chuỗi hoặc trình đồng bộ dữ liệu khi Pelotus xuất hiện lần đầu trong kỷ nguyên Alonzo hai tùy chọn này là hai tùy chọn duy nhất có sẵn nhưng kể từ sự kiện nâng cấp và siêu có thêm tùy chọn thứ ba trong tùy chọn thứ ba này đầu ra chứa giá trị của chính dữ kiện trong trường hợp này gọi là dữ kiện nội tuyến Inline Datum và không cần lặp lại trong nội dung của giao dịch sản xuất trong trường hợp này, giao dịch sử dụng muốn sử dụng đầu ra này không cần phải cung cấp thông tin của dữ kiện. Vì vậy, trong tùy chọn này, đối với người dùng thì giao dịch sử dụng có thể nhỏ hơn và rẻ hơn. Trong tùy chọn này, không cần thiết phải bổ sung công cụ bổ sung nào, vì các Dano nốt hoặc các Dano CLI có thể cung cấp giá trị của các dữ kiện nội tuyến. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ hầu hết sử dụng tùy chọn thứ ba, vì như tôi đã nói, đó là tiện lợi nhất. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng phi tập trung, trong việc tạo ra giao dịch có thể có lý do để ưa thích một trong hai tùy chọn đầu tiên. Trước khi chúng ta có thể nói về cách các tập lệnh được cung cấp cho blockchain, hãy xem lại một chút về địa chỉ ví các Dano. Một địa chỉ ví các Dano thì có hai phần, phần thanh toán, payment path, luôn cố định, và phần ủy thác, staking path, sẽ là tùy chọn. Phần thanh toán chịu trách nhiệm quyết định với điều kiện nào thì các UTXO của địa chỉ ví này có thể được sử dụng. Có hai tùy chọn cho phần thanh toán, nó có thể được cung cấp bởi PubKeyHash tức là mã băm của một khóa công khai, hoặc bởi script h, tức là mã băm của một tập lệnh Perlertus. Nếu nó được cung cấp bởi pubkey thì UTXO chỉ có thể được sử dụng bởi các giao dịch đã được ký bởi khóa riêng tư tương ứng. Còn nếu nó được cung cấp bởi script thì tập lệnh tương ứng được thực thi trong quá trình xác thực. Do đó, phần thanh toán của một địa chỉ ví quyết định việc ai có quyền sử dụng một UTXO của ví đó. Phần tùy chọn của địa ví ủy thác quyết định ai đủ điều kiện để nhận phần thưởng ủy thác và ai kiểm soát việc ủy thác một lần nữa, với phần tùy chọn ủy thác cũng có hai tùy chọn, Pubkey hash hoặc script hash. Nếu đó là một Pubkey hash thì chủ sở hữu của khóa bí mật tương ứng được đủ điều kiện nhận phần thưởng. Nếu đó là một script hash thì tập lệnh Plutus tương ứng được thực thi cho các giao dịch liên quan đến staking. Ví dụ, nếu một giao dịch cố gắng rút tiền thưởng ủy thác và phần ủy thác yêu cầu bởi một tập lệnh và tập lệnh tương ứng sẽ được thực thi trong quá trình xác thực của giao dịch đó. Trong khóa học này, chúng ta chủ yếu tập trung vào phần thanh toán. Vì vậy hầu hết các tập ta chúng tôi sẽ xem xét sẽ được sử dụng như các bộ xác thực liên quan đến phần thanh toán, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy các ví dụ về cách Plutus có thể được sử dụng trong các câu hỏi liên quan đến phần ủy thác được hỏi đến sau này. Vì vậy, khi giao dịch muốn tạo ra một đầu ra bị khóa bởi một tập lệnh, nó sẽ gửi đầu ra đó đến một địa chỉ có phần thanh toán là mã băm của tập lệnh đó. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn sử dụng đầu ra đó thì nốt các cần phải xác thực, và để xác thực nó cần phải biết tập lệnh thực tế để thực thi, chạy nó và xem xét liệu xác thực có thành công hay không. Có hai cách để làm điều này, cách truyền thống cách duy nhất có thể trước sự kiện nâng cấp Vasil. Đó là giao dịch sử dụng phải chứa tập lệnh. Tuy nhiên, một số tập lệnh được sử dụng lặp đi lặp lại hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn lần. Do đó, trước đây, cùng một tập lệnh có thể nằm trong rất nhiều các giao dịch khác nhau nên có rất nhiều dữ liệu dư thừa được lặp đi lặp lại nhiều lần. Để giải quyết vấn đề này, từ khi bản nâng cấp Vasil được thực hiện, đã có một cách khác gọi là tập lệnh tham chiếu, reference script như đã nói trước đó utxo có thể mang theo giá trị và kể từ nâng cấp va siêu một utxo có thể chứa tùy chọn mang một tập lệnh chứa dữ kiện khi tạo một utxo tôi có thể tùy chọn đính kẻ một tập lệnh tùy biến vào đó và sau đó khi utxo đã được lưu trữ trên blockchain các giao dịch trong tương lai khi muốn mở khóa một utxo bị khóa bởi tập lệnh có thể tham chiếu đến tập lệnh đó thay vì bao gồm tập lệnh trong giao dịch họ có thể chỉ cần nói rằng tôi muốn sử dụng tập lệnh đang nằm ở utxo nào đó khác Điều này làm cho kích thước các giao dịch sử dụng trở nên nhỏ hơn nhiều và tránh sự lặp lại nhiều lần không cần thiết của cùng một tập lệnh. Trong cả hai trường hợp, bất kể tập lệnh có bao gồm trong giao dịch tham chiếu hay không, các nốt các Dano dĩ nhiên sẽ đảm bảo rằng đó là đúng tập lệnh. Khi bạn hash nó, bạn sẽ nhận được giá trị băm đúng được cung cấp bởi phần thanh toán của địa chỉ ví. Cuối cùng, GDM luôn được cung cấp bởi giao dịch sử dụng, bởi vì giao dịch sản xuất không biết GDM sẽ được sử dụng thực sự là gì. Điều đó hoàn toàn là trách nhiệm của giao dịch sử dụng vì vậy mỗi khi một giao dịch muốn sử dụng một tập lệnh đầu ra, nó phải bao gồm GDM trong đầu vào tương ứng. đây là mô hình EUTXO, mô hình mở rộng đầu ra giao dịch chưa sử dụng và mô hình này không liên quan đến một ngôn ngữ lập trình cụ thể. nghĩa là những gì chúng ta có là Plutus dựa trên ngôn ngữ lập trình cổ nhưng trong nguyên tắc bạn có thể sử dụng cùng một khái niệm, cùng một mô hình EUTXO với một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác. trên thực tế, có các blockchain khác cũng sử dụng mô hình EUTXO nhưng không sử dụng Plutus ví dụ như blockchain Ergo. Tuy nhiên, các Dano sử dụng Plutus hoặc chính xác hơn là tập lệnh của Plutus mà bạn có thể coi như là ngôn ngữ lập trình hợp ngữ của blockchain các Dano. Cách thông thường để tạo tập lệnh Plutus là thông qua Plutus TX, đó là ngôn ngữ lập trình Haskell cơ bản và đó là phương pháp chúng ta sẽ sử dụng trong khóa học này để viết các chương trình Haskell sau đó được biên dịch thành tập lệnh Plutus. Tuy nhiên, có các phương pháp thay thế và chúng ta sẽ tìm hiểu ngắn gọn về một số trong bài giảng cuối cùng của khóa học này. Các bạn vừa nghe xong podcast số 98 của kênh cácdano.vn với nội dung hiểu thấu đáo về mô hình UTXO. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.